chia sẻ cho các bạn một số những cái kiến thức mà để các bạn lựa chọn những cái dòng xe năng điện là đứng lái như thế này, với cái chất lượng cao nhất và cái chi phí các bạn bỏ ra là thấp nhất. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của xe nâng ANP Việt Nam. Và trong cái video ngày hôm nay, tôi là Hùng Xe Nâng, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái kiến thức mà để các bạn lựa chọn những cái dòng xe nâng điện là đứng lái như thế này, với cái chất lượng cao nhất và cái chi phí các bạn bỏ ra là thấp nhất. Thì thông thường những cái dòng xe nâng này được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản về thị trường Việt Nam và được chưa qua sử dụng tại thị trường Việt Nam nhé các bạn nhé. Thì có đầy đủ rồi, ví dụ như dòng xe 1,5 tấn cao 3m, 1,5 tấn cao 4m, 1,5 tấn cao 5m, rồi như cái dòng này là 3 tấn. Đấy, này 1,5 tấn, 1,5 tấn. Rồi thông thường là nó sẽ dao động từ 1 tấn đến khoảng tầm 3 tấn đối với dòng xe năng điện đứng lái này các bạn nhé. Thì những chiếc xe năng điện đứng lái họ sẽ sử dụng ở trong cái lối đi nó chật hẹp này. Cái bán kính quay vòng của cái xe năng điện đấy là nó bé, nên là mình có thể đi luồn lách vào mấy cái lối đi chật hẹp vào trong kho để có thể mình lấy được hàng ở trong cái ra. Nên là người ta sẽ sử dụng xe nâng điện như các bạn nhé. Và một số cái dòng xe nâng vừa cái kho vừa kín này lại vừa chật chội này, thì đây là một lựa chọn là khá là tối ưu. Tiêu chuẩn khí thải không có này, tức là những dòng xe điện này nó không gây tiếng ồn, không có bụi khí thải này, không có thải ra khí thải này, nên nó khá là chất đấy. Và để làm sao các bạn có thể lựa chọn được một chiếc xe ngon nhất, thì thông thường những cái dòng xe năng điện này nó sẽ chạy dao động từ khoảng tầm trên dưới 10.000, có chiếc xe đang chạy ít hơn thì khoảng tầm 3-4.000. Thì đó là những dòng xe nâng cũng khá là tương đối là ổn rồi. Và tất nhiên rồi, những cái dòng xe nâng cũ đã qua sử dụng thì bình ắc quy nó cũng sẽ không thể được như bình mới nha các bạn nha. Đối với cái bình ắc quy mới tinh thì nhà sản xuất họ sẽ đảm bảo cho mình là sử dụng tối đa là 5 tiếng. Đấy, với cái điều kiện các bạn sử dụng hết công suất tối đa 5 tiếng. Còn những cái dòng bình cũ này thì chúng tôi sẽ đảm bảo cho các bạn là chạy tối đa được từ 3 đến 4 tiếng. Nha các bạn nha. Tất nhiên rồi, đấy là cái con số mà các bạn hoạt động hết công suất thì nó mới sử dụng hết cái thời gian ngắn như vậy. Còn nếu các bạn nâng ít hơn, một số khách hàng bảo là anh chỉ nâng có vài chục cân hoặc là vài trăm cân thôi, thì những cái dòng xe năng điện này có thể chạy được khá là lâu mới là hết điện nha các bạn nha. Giống như điện thoại thôi, các bạn vừa xem phim, vừa nghe nhạc, vừa xem video trên kênh YouTube đấy, cài nó thì nó nhanh hết điện, vừa chơi game thì nó sẽ nhanh hết điện. Còn nếu như các bạn là chỉ nghe gọi thông thường đấy, cần tra cứu thông tin thì các bạn sử dụng thì điện thoại cũng sẽ lâu hết pin. Và chiếc xe nâng này nó cũng vậy nha. Thì đây tôi sẽ review từng chiếc một cho các bạn xem. Đây đầu tiên từ cái con này, đây là một chiếc xe nâng đứng lái nha, của hãng TCM. Đấy, đứng lái của hãng TCM. Chiều cao con này là nâng là 4m này. Tôi sẽ nâng lên cho các bạn xem này. Đây là một chiếc xe nâng cực chất luôn. Nếu như mà các bạn không biết thì các bạn nhìn con này các bạn không đoán nó là xe nâng cũ đâu. Đấy, con này cực chất. Con này thì sử dụng bình ắc quy 320Ah, và như con này thì pin của nó trâu lắm. Nó có thể chạy được gần như là tương đương với xe với ắc quy mới luôn. Ắc quy mới chạy được 5 tiếng liên tục thì con này tôi về nghĩ phải được khoảng tầm 4 tiếng nha các bạn nha. 4 tiếng liên tục nha. Đấy. Còn chất lượng cao nha các bạn nha. Đây là những dòng xe đang chất lượng cao. Và chúng tôi có thể đảm bảo những đoạn chạy với cường độ 15 đến 20 tiếng một ngày nhá, đối với dòng xe nâng này nha các bạn nha. Rồi ok, tôi sẽ review tiếp một con xe nâng khác cho các bạn xem. Rồi tiếp theo đây là một chiếc xe của hãng Komatsu này. Con này thì nó đang càng đang tháo ra nha các bạn nhé. Đây càng đang tháo ra nên là nhìn nó có hơi cục cạch một chút. Đấy, nhưng mà con này cũng là một chiếc xe cực ngon luôn. Này tôi sẽ cho cái càng ra cho các bạn xem. Đấy. Đấy,
nâng hết cỡ rồi, vừa ra vừa vào đấy, tại vì cái càng nó tháo ra rồi nên là nó đang bị mình nhìn nó không được đẹp lắm đấy. Và đây là một chiếc đời cao nha các bạn nhá, chiếc này của hãng Komatsu đời 2014 đấy, nâng cao 3 mét thôi. Đối với lại cái kho nâng chật hẹp thì đây là cũng là một cái lựa chọn mà nó khá là hợp lý. Giá thành con này thì cũng nó cũng rẻ, so với xe nâng mới thì nó chỉ bằng khoảng tầm 20% thôi nha các bạn nhá, 20% so với xe nâng mới thì các bạn đã mua được cái chiếc xe nâng này rồi đấy. Pin con này cũng cực trâu nha các bạn nhé. Con này pin con này có thể sử dụng liên tục khoảng 4 giờ. Rồi tôi sẽ đậu vào đây. Rồi ok, và tiếp theo tôi sẽ review với các bạn một chiếc xe nâng cũng là 4m nhé. Con này 4m. Tôi xem nào. Đúng rồi, như con này là chiều cao nâng là 4m. Đây là Komatsu sản xuất năm 2015 nhé các bạn nhé. Đấy, con này sản xuất 2015, chiều cao nâng là 4m. Đây, tôi sẽ lấy một lết hàng này ra để tôi thử cho các bạn xem nhé. Con này có 1,5 tấn thôi nên là cái khối hàng như các bạn đang nhìn thấy đây có 2-3 lết gạch. Này nó nặng tới 1,3 tấn cơ. À đây tới 2,3 tấn cơ. Nên là tôi sẽ nâng một lết nhỏ trước. Đây tôi sẽ cho cái càng vào nha. Đây tôi sẽ kiếm cái chỗ nào tôi để tạm nó xuống. Và để tôi nâng cái lết hàng kia. Nếu mà kho của các bạn chật hẹp nhá, kể cả những công ty mà chuyên về gạch nhá, các bạn vẫn dùng có thể dùng xe nâng này được nha các bạn nhá. Bởi vì đây là một dòng xe mà phải nói rằng là nồi đồng cối đá nhất trên thị trường hiện tại. Đây càng của nó có thể hơi ngắn một chút nhưng mà nếu các bạn cần thì các bạn có thể dùng cái loại càng nó. Các bạn có thể cần thì tôi là lắp càng dài hơn cho các bạn nhé. Đấy. Trong cái dàn xe nâng mà này tôi sẽ ưng nhất con này nhé các bạn. Con này đẹp nhất. Con này có thể so với những con khác thì nó là một là chiếc xe hoa hậu đấy. Đây nhá, ba lát gạch này thì nó rớt vào khoảng tầm 1,5 tấn. Ba lát gạch này khoảng tầm 1,5 tấn nha các bạn nhá. Đây nên để tôi sẽ như này tôi sẽ nâng lên cho các bạn xem. Đấy. Đây nha các bạn nha. Pallet này khoảng 1,5 tấn nha. 1,5 tấn nhưng mà tuy nhiên là tôi nâng nó sát vào bên trong nên là tâm nâng nó vào sát bên trong nên là nó có thể nâng lên cao thế này mà không ảnh hưởng gì nha các bạn nha. Đây, hết cỡ đấy các bạn nhìn thấy không? Uầy, cái pallet nó bị gãy kìa, có khá nguy hiểm. Đấy. Tôi hạ xuống nha các bạn nha. Đấy các bạn thấy không? Xe nâng điện nhưng mà nó không hề yếu một tí nào nha các bạn nhé. Đây tôi sẽ chỉnh lại cái này một chút. Rồi ok. Đấy.
với cái dòng xe nâng mà điện ngồi đứng lái như này thì một số các bác là sợ rằng là nó sẽ yếu, nhưng mà như các bác nhìn thấy này, nâng một pa lét gạch 1,5 tấn nhá, không hề yếu một tí nào luôn đấy. Thậm chí kho rộng các bạn có thể còn chạy rất nhanh nữa, chạy với tốc độ tầm 8-10 km/h là chuyện quá bình thường nhá các bác nhá. Đấy, một số các bác nâng hàng thực phẩm nhá, kho đông lạnh, kho rau củ quả vẫn dòng sử dụng dòng xe nâng này thoải mái vô tư nhá các bác nhá. Vâng, tôi xin nhắc lại, đây là một chiếc xe nâng sản xuất năm 2015, chiều cao nâng là 4 m, tải trọng nâng tối đa là 1,5 tấn tại tâm nâng 500, và con này được khoảng tầm hơn 90% chất lượng so với lại dòng xe nâng mới. Rồi, nếu các bác quan tâm thì hãy để lại comment nhé. Nếu các bạn đang xem cái video này thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký để các bạn nhận được những cái video mới nhất nha các bạn nhé. Rồi, tôi sẽ lại review tiếp tục một con khác để cho các bác xem. Xe nâng ANP Việt Nam, trao niềm tin, nhận giá trị